Đây là cái micro thu âm của mình sẽ hỗ trợ thu âm bằng cái micro này. Cái này là cái DR22 WL của Techcam nha. Thì cái cây mình review cho các bạn đó là cây cọc đu 3 C1M full size. Nè, cọc đu 3 C1M full size. Thì mình sẽ nói sơ về cái thông số để cho các bạn biết. Thì mặt trước của cái gỗ này là gỗ sprue. Đặc thù của gỗ sprue là nó sẽ thu tốt những âm chung và âm chép, nghe nó rất là thanh thoát. Còn mahogany đặc trưng nó cũng vậy luôn. Cần của nó được làm bằng gỗ mahogany luôn, và đầu đàn cũng làm bằng mahogany. Thì ở đây cái khóa thì các bạn có thể xem cái khóa nó được mạ giống như mạ vàng nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Hai bên khóa thì bên nhựa mấy cái này thì nó làm bằng dạng như nhựa mà nó giả đá vậy. Đây là cổ của cái đàn cho các bạn xem. Đây là hông, đây là con gỗ của mahogany. Mặt lưng, đây là mặt trước. Như tổng thể cái đàn nó sẽ như thế này. Đấy, hông, lưng và trước. Thì bây giờ mình sẽ test âm thanh thử cho các bạn nghe về con C1M này. Mình sẽ thử những cái nốt cao đây cho các bạn nghe thử nha. Đây, nốt cao rất là thanh thoát, tại vì đặc trưng của gỗ sprue và mahogany nó kết hợp lại, nó sẽ tạo ra âm thanh rất là sáng. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử một đoạn của điểm hát nha, để các bạn cảm nhận. Thì nói chung cái này là để mình review sơ cho các bạn thấy là cái sản phẩm nó như vậy thôi. Còn nếu các bạn muốn trải nghiệm thực tế thì các bạn cứ tới showroom. Một là các bạn tới 69 Trần Thị Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp. Thứ hai là bạn tới số 3146 Phạm Thị Hiển, phường 7, quận 8 để các bạn có thể được trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ review điểm hát cho các bạn nghe thử nha. Cái này một phần là do mình không có chừa móng tay nên là mình quấn âm thanh sẽ hơi bí một tí. Riêng các bạn chơi có móng tay thì các bạn sẽ âm thanh nó sẽ thanh thoát hơn nhiều. Cái này rất là nhẹ nha các bạn, nhẹ lắm, cực kỳ nhẹ. Dòng cọc đu 3 thì âm thanh các bạn biết cái nó rất là ok. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ bấm xuống bình luận, mình sẽ ghim cái link của sản phẩm này để cho các bạn tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. We'll be right back.